Sport 2.0 rồi nào. Ồ, hơn 100 giữ đều thì chưa biết như thế nào, nhưng mà loanh quanh 70, 80 là êm. Vâng, phía trước mắt các bạn là mẫu xe Mazda 3, dòng xe Mazda 3 bán chạy nhất trong phân khúc làm mưa làm gió trong phân khúc trong nhiều năm qua. Và ngày hôm nay phía trước mắt các bạn chính là Mazda 3 mới 2020. Đêm hôm qua thì đã có một cái mức giá công bố và chắc chắn các bạn đã nghe đâu đấy, thấy đâu đấy rồi. Và cá nhân như tôi nghe thì cũng có nhiều anh em biết được giá xong là giá cho bản cao nhất Mazda 3 Sport, tức là dòng 5 cửa hatchback là 939 triệu. Còn bản sedan, phiên bản cao nhất trong 5 bản sedan có giá 919 triệu. Ý kiến của các bạn như thế nào về cái mức giá này ạ? Vui lòng hãy để lại comment ngay bên dưới video của chúng tôi nhé. Đây, dãy xe mà ngày hôm nay chúng tôi sẽ lái thử đây. Toàn bản signature cao cấp nhất của cả dòng Sport, hatchback và sedan. Thực ra nếu như mà anh em mà đã theo dõi nhiều cái hình ảnh về cái dòng Ferrari 812 Superfast ấy thì đâu đó rất nhiều đường nét trên chiếc hatchback này khá giống với cả 812 đấy ạ. Nhất là phần đèn hậu và phần dàn táp lô. Bây giờ sẽ được bóc tem, tôi sẽ bóc tem mẫu xe này. Thế đâu Topro nó có người không có người đi thay đúng không? Không có anh ạ. Là... Em cứ một mình em chiến rồi đấy hôm nay. Là một mình đấy. Một mình, vâng, ok, thế là được. Trong cái chương trình lái thử này thì mỗi người được lái 2 vòng với bản Sport và 2 vòng với bản sedan. Trên xe 2 người. Rất may hôm nay lại trên xe tôi lại có mỗi mình tôi thì một anh bạn lại bận mất rồi. Ơi, bóc tem. Thiết kế nội thất khá là đẹp. Bóc tem màn hình màn hình này 8,8 inch. Rồi, cắt gọn vào đây, bóc tem này. Đúng nghĩa bóc tem nhá. Wow. Dạo này nhạc bản quyền là phải tắt hết. Xem tiếng cửa đóng nào. Phịch phanh. Màn hình này khá là đẹp. Để tôi thử được cái camera lùi. Có rất nhiều đoàn xe. Wow. Ui, căng đét. Màn hình căng đét luôn. Màn hình căng đét. Đẹp đấy. Điều hòa mát mẻ. Từ màn hình này, vô lăng này, cửa gió này, tất cả các thông tin này đều được hướng vào người dùng. Cái chương trình lái thử ngày hôm nay ấy là chỉ mục đích để trải nghiệm đung đưa, đu đi đi đu. Đấy, để trải nghiệm cái sự cải tiến lớn nhất trên chiếc xe này là vị trí ghế ngồi và cái sự cân bằng của xe khi chạy ở tốc độ thấp. Kiểu như cái xe hình ngày hôm nay mô phỏng lại đi chợ, đi đô thị, đi vào trung tâm thương mại, plaza, max speed 40 km/h. Và chút nữa chúng tôi ra đường trường chạy qua cầu Đấu Chủ, max speed như trong phố. Vâng, thiết kế thì khá là đẹp, nhưng mà bởi vì về mức giá nó cũng là nằm trong cái mức giá phân khúc C bình dân. Thế cho nên là yêu cầu về cái đồ xịn sò như kiểu xe nhiều tỷ thì là chắc chắn là không. Nhưng mà cái về mặt nhìn là ok, còn về mặt dùng, thời gian sẽ trả lời. Tôi rất mong là các bạn nếu như người sử dụng, mua những chiếc xe này, dùng những chiếc xe này sau thời gian thì sẽ trả lời xem những cái này nó như thế nào. Đấy. Rồi, stop 20 km/h cho đường vòng cua tiếp theo. Và thực tế là tôi vẫn chưa cảm nhận được gì nhiều ngoài cái động cơ có vẻ như cái nước ga đầu nó không trễ. Nó không trễ như cái đời trước. Nó bớt trễ hơn chứ không phải là không trễ. 30 km/h cho cua. G-Vectoring có thay đổi gì không? Có vẻ cải thiện. Tức là có vẻ cải thiện. Tăng tốc 40 km/h. 40 chuẩn. Phanh. Khá êm đấy. Rồi. Tốc độ chậm quá, cho nên là gọi là mình cảm nhận được cái sự thay đổi. Còn thay đổi nhiều đến như thế nào có lẽ là sẽ phải chờ một cái chương trình mà chúng tôi sẽ mượn chiếc xe này và sẽ chạy nhiều điều kiện, thay đổi tốc độ nhiều hơn. Bây giờ thì vòng chạy thứ hai thì mình chuyển Sport xem nhé. Sport này. Đó. Tức là nếu như cái nước ga đầu khi mà chúng ta đi trong, tức là nếu như khi mà chúng ta đi những cái nước ga đầu kiểu như đi trong phố ấy, thì rõ ràng là có cải tiến so với đời trước. Chắc chắn đấy. Thực ra về mặt thẩm mỹ thì là thiết kế đẹp. Không gian thì không phải là quá là rộng đâu, so với cả Civic hay là Altis. Nhưng mà mỗi hãng xe sẽ theo một cái tiêu chí khác nhau. Ví dụ Mazda bây giờ đang rất nỗ lực để trở thành một cái hãng xe Nhật hạng sang kiểu như ở châu Âu. Chính vì vậy cái thiết kế ngoại thất cũng như cái thiết kế nội thất loại bỏ những cái đường nét quá gồ ghề, chi tiết thừa gọi là Lexus more. Vâng, liên tục nhắc nhở. Bám sát, bám sát. Có một cái điều mà tôi thấy khá là lụng trên cái mẫu xe này, đấy chính là cái hệ thống treo sau. Hệ thống treo sau nếu như theo cái catalog mà tôi đọc ấy, thì tôi đã thấy là chuyển từ cái hệ thống treo multi-link, tức lên cái đa điểm, chuyển thành cái thanh sắn. Cái kết cấu kiểu như thế này thì thực ra trước đây hay dùng trên xe Hàn kiểu như là Cerato rồi Elantra. Những cái mẫu xe đấy thường có cái mức giá sẽ thấp hơn. Và tranh thủ chia sẻ về các cái tính năng tiện ích trên cái mẫu xe này. Thì về hệ thống điều hòa 2 vùng độc lập 8 loa cho bản cao cấp nhất. Dàn điều hòa chạy ngang như thế này rất là mát. Hộp số tự động 6 cấp có chức năng 2 chế độ Drive Mode tiêu chuẩn và chế độ thể thao Sport. Có lẫy chuyển số, có cảnh báo điểm mù, có Adaptive Cruise Control, có màn hình hắt kính lái chỉ hiển thị một thông số là km/h. Có cảnh báo vật cắt ngang, có cảm biến trước, cảm biến sau, cảm biến góc. Khá nhiều về trang bị. Rồi gương tự động chống chói, màn hình kỹ thuật số ở giữa, một cái vòng tròn nó khoảng 7 inch. Màn hình này 8,8 inch. Bệ tì tay rất to, hệ thống âm thanh, hệ thống điều khiển âm thanh, bản đồ. Đấy, bản đồ Việt Nam. Đó. Tôi thích cái phần thiết kế này. Và phần ghế ngồi là được cải tiến nhiều nhất. Bạn ngồi vào, phần này khó mô tả, bạn sẽ tự cảm nhận được. Khi chiếc xe di chuyển, cột sống đứng thẳng và đầu giữ thẳng, đấy là điều quan trọng bạn sẽ phải thử. Ở hàng ghế thứ hai thì trong video trước chúng tôi cũng đã giới thiệu rất là chi tiết rồi. Vị trí ngồi như thế nào các bạn có thể kích ngay bên phía góc màn hình để có thể link trực tiếp tới cái video chúng ta đã giới thiệu rồi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ trải nghiệm ở tốc độ thấp, tốc độ cao. Xin hẹn các bạn trong một khuôn khổ chương trình lái thử khác. Có một cái nữa cũng khá hay mà lúc nãy mình có thử, thì cái phần gạt nước mưa đây này, là cái vùng gạt nó sẽ tốt hơn. Vùng gạt nó tốt hơn hẳn so với bản cũ. Đó. Vòng thứ tư. Dạ, xin lỗi anh mình có đổi tài xế không ạ? Có một người thôi à? Thế là mình làm vắt 4 vòng luôn. Rồi, okay. Coi đường này mà đường tuyết nữa thì ngon. Phanh êm phết. Rồi, chạy lên. Sport, Sport. Sport 2.0 rồi nào. Ồ, cũng được. Bởi vì đối với những cái xe này nó do cái cấu trúc khung gầm nữa. Nếu mà động cơ nó quá mạnh ấy, thì nó dễ xảy ra cái hiện tượng nhức đầu. Chính vì vậy cái công suất người ta cũng điều khiển một cách vừa phải. Độ trễ là so với bản cũ là cải thiện rõ rệt. Bây giờ tôi sẽ cua mạnh hơn một chút nữa. Đâu nhỉ? Cua mạnh hơn nào. Wow, khác biệt đấy. Wow, khác biệt so với Mazda 3 trước là rất rõ. Nếu như mà xe như thế này nhá, nhiều tiện ích như thế này mà lại chạy như Mercedes, mà lại giá lại kiểu như là 939 bản hatchback và 919 bản sedan thì có khi lại lệ rẻ quá. Đấy, cho nên cái câu chuyện giữa chất lượng và giá thành, thương hiệu rất quan trọng. Vâng, thưa các bạn, khi mà đi trong phố nhá, thì bây giờ tốc độ xem nào, 64, khoảng 60. Nói chung là cái cảm nhận khá là rõ rệt đối với cái Mazda 3 mới này. Thứ nhất, tầm nhìn thoáng hơn do cái trụ chữ A này dùng thép siêu cứng hơn, kích thước nhỏ lại và mình có được cái tầm nhìn tốt. Cái thứ hai, tư thế lái ngồi thoải mái, bởi vì cái cải tiến về cái không gian hướng về người dùng, các tiện ích hướng về người dùng, cũng như cái ghế này là một trong những cái cải tiến lớn nhất. Có thể chúng ta chỉ nhìn thấy một bề mặt cái ghế bình thường thôi, nhưng phía sau đó là cả một cái công nghệ nghiên cứu rất là kỹ của người Nhật. Và tôi nhớ đầu đấy trước đây có một cái câu chuyện Lexus nghiên cứu 3 năm mới ra một cái ghế. Thì chiếc ghế trên Mazda này cũng mất tính bằng năm đấy thưa các bạn. Và độ cách âm thì bản mình chạy là bản 2.0. Cách âm khá tốt, tốt hơn rõ rệt. Nếu như so với Cerato nhá, là ăn đứt luôn. Còn so với bản trước thì chắc chắn rồi, không hơn thì làm sao mà có thể có một cái mức giá thiên thần như vậy. Còn mình nghĩ rằng với người Nhật, với những cái dòng xe bình dân như thế này, thì nhìn chung là sẽ tính vào cái thời gian, cái tần suất sử dụng. Ví dụ như Mazda 3 là hướng tới những cái việc sử dụng trong đô thị nhiều hơn, là việc chạy kiểu như là đường núi, đường Tây Bắc vân vân. Chính vì vậy cái công suất thiết kế cũng vừa phải. Có các bản 2.5 các bạn, nhưng mà chưa về thôi. Cái động cơ mới này thì nhìn chung là sẽ tập trung hướng về tối ưu về nhiên liệu nhiều hơn là về công suất thưa các bạn. Và như tôi đã nói rồi, con người ở những cái nước phát triển bây giờ người ta cần không khí sạch hơn là mã lực. Đấy. Chút nữa, chờ các bạn chờ một chút, ra đến đoạn cầu Đông Trù mình có cơ hội đạp lên khoảng 80-90 để xem nó như thế nào nhá. Đi theo đoàn thế này thì mình phải tuân thủ thôi, không có cách nào khác cả. Màn hình có kết nối Apple CarPlay, có Android Auto. Và đặc biệt là rất vui khi mà thị trường Việt Nam, những chiếc xe 1-2 năm trở lại đây đã được Việt hóa những cái giao diện, đỡ phải đọc tiếng Anh. Menu điều khiển, đấy, các bạn sẽ thấy này, tất cả hướng thẳng, hướng đấy, tất cả trong tầm mắt. Thực ra các hàng phím này đẹp, hàng phím điều hòa rất đẹp. Độ bền thì như tôi vẫn chia sẻ rồi, đừng ai hỏi tôi câu đấy cả, tôi sẽ không trả lời được. Chúng ta sẽ phải dùng đôi khi của bền tại người. Leo dốc thì có lẽ là công suất nó vừa phải thì nó sẽ hơi gằn, mình sẽ chuyển Sport đi. Đấy, Elantra GLS phía trước này, len giữa đoàn luôn. Rồi, lại Morning này. Chạy Sport thì tạo cảm giác thể thao, mờ. 6 số tự động cũng như là 6 số chuyển bán tự động. Bạn có thể dùng ở cần hoặc bạn có thể dùng ở lẫy chuyển số sau vô lăng. Thực ra lái trong phố chiếc xe này rất thích khi mà chúng ta có một cái tư thế ngồi, có một cái bệ tì tay đây này, rộng rãi, bạn có thể trượt lên trượt xuống. Nói chung là anh em quan tâm nhất là cái phần cách âm thì đã cải thiện hơn rồi. Còn nếu như bảo cách âm như dòng xe 1 tỷ thì chắc chắn là khó. Tiền nào thì chuẩn là sản phẩm, nó phải tương xứng như thế thôi. Rồi bây giờ lên. Đấy, Sport nhá, tua 5.000 luôn, lên 100 không? Có kích down này. Có kích down. Đó, lên hơn 100. Cũng được, cũng được. Xe có kích down kiểu như của xe Đức. Sport thì chắc chắn rồi, thể thao hơn một chút, nhưng mà cũng sẽ tốn nhiên liệu hơn khi mà cái vòng tua máy nó luôn giữ ở cái tốc độ cao. Êm. Hơn 100 giữ đều thì chưa biết như thế nào, nhưng mà loanh quanh 70, 80 là êm. Đấy, các bạn sẽ thấy rằng là khi mà những cái công nghệ hỗ trợ như là công nghệ hỗ trợ giữ làn đường ấy, nếu mà nó hơi lệch một chút là vô lăng rung này, và nó sẽ keep. Đấy, nó phát hiện và nó can thiệp. Đấy, nếu mà người lái không ấy đây. Đó là đây các bạn thấy đấy, đấy. Đi trong phố cũng dùng được, tôi nghĩ là nên dùng cái tính năng này. Nhưng mà đấy, ở tốc độ 65 nhá. Và cảnh báo tín hiệu các bạn nghe liên tục và nó đánh rất là rõ. Nhưng ma thuật không ạ? làm việc đi em ơi. Thực ra cái này khi mà chúng ta nhỡ nhàng thôi thì chúng ta không nên lạm dụng nó quá. Đấy, các bạn sẽ thấy rằng tôi chạy trên một cái quãng đường khá là dài. Cái này thực ra cảm nhận như còn nhạy hơn cả cái CX-8 trước đây mình thử. Nào, có ai muốn thử cả túi khí không ạ? Rồi đấy, bắt đầu trên tốc độ cao là loạng quạng. Rồi, cảnh báo điểm mù, ví dụ xe vượt trái lên chẳng hạn là có cảnh báo điểm mù. Adaptive Cruise Control có dùng luôn. Đây đây. Và nó sẽ giữ khoảng cách. Cái này là cũng tiện. Với cái hệ thống giao thông như bây giờ, rất nhiều đường cao tốc, thì đây là những cái tính năng an toàn chủ động mà mình nghĩ là không thể thiếu, không nên thiếu trên những cái dòng xe hiện đại ngày nay. Rồi bây giờ là vòng về, qua cầu Đông Trù một đoạn và vòng về. Chúng tôi sẽ quay trở lại điểm xuất phát, chính là showroom Mazda bên khu vực đường này, đường gì nhỉ? Đường đấy là Lý Sơn anh ạ. Đường Lý Sơn, tức là phía cầu Đông Trù ạ. Có xe số 9 ở sau nhá. Và trong thời gian tới chắc chắn sẽ có rất nhiều chương trình lái thử ở tất cả các đại lý của Mazda. Các bạn có thể đến trực tiếp đăng ký, gọi điện tư vấn vân vân để đăng ký lái thử để có những cái cảm nhận cho riêng mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo. Các bạn nếu ai những người mua chiếc xe này sử dụng trong một thời gian dài, có thể chia sẻ thêm những cái vấn đề sử dụng hàng ngày, tính năng khám phá ra những cái trải nghiệm riêng của cá nhân bằng cách comment ngay bên dưới video của chúng tôi. Còn bây giờ, bye bye.